sư phụ Phổ Văn viên tịch 3 năm trở thành nhục thân Bồ Tát bất hoại với mái tóc vẫn đang dài ra. Đây là hình ảnh thật sự của Đại sư Phổ Văn sau khi viên tịch. Ông đã ngồi trong thùng 3 năm trở thành nhục thân bất hoại. Các tín đồ truyền tai nhau rằng nếu người nào may mắn nhìn thấy được hình ảnh này sẽ nhận được rất nhiều phước lành. Tâm Linh Cuộc Sống cũng rất mong các bạn ngồi trước màn hình sẽ nhận được sự bình an và phước lành khi nhìn thấy video này. Tại hiện trường đông đúc như biển người, những mảnh gạch vụn được bật lên và một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp nơi. Khi Đại sư Phổ Văn, người đã qua đời 3 năm, xuất hiện trước mọi người, những tiếng kêu ngạc nhiên dâng lên như sóng biển. Ai nấy đều nhìn thấy ông vẫn giữ tư thế tụng kinh như khi còn sống. Da thịt không thối rữa mà trở thành nhục thân Bồ Tát. Hình tượng này trong Phật giáo là vinh quang tối cao, bởi tỷ lệ thành công thực sự rất thấp. Nhiều tu sĩ lỗi lạc cũng chỉ có thể để lại một số viên xá lợi. Trong khi đó, Đại sư Phổ Văn không chỉ tu thành nhục thân Bồ Tát mà còn có thể thấy vài sợi tóc bạc trên đầu. Đây có thể nói là một hiện tượng lạ chưa từng thấy. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào tháng 12 năm 2000, khi đã gần 90 tuổi, Đại sư Phổ Văn nhận ra rằng thời gian của mình sắp hết. Ông yếu đến mức không thể ăn uống, chỉ có thể uống chút nước ấm. Các đệ tử của ông rất buồn và không muốn tin rằng sư phụ yêu quý của họ đã sắp ra đi. Vì vậy, họ luôn ở bên cạnh ngài. Đại sư Phổ Văn lo lắng rằng sau khi mình qua đời, một số đệ tử sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Nên sau một đêm suy nghĩ, ông đã đưa ra một quyết định rất táo bạo. Ngày hôm sau, Đại sư Phổ Văn cố gắng triệu tập tất cả đệ tử, thông báo rằng số mệnh của mình chỉ còn trong vài ngày tới. Nên ông hy vọng mọi người không buồn vì cái chết của mình mà tiếp tục tu hành trong chùa. Khi những lời này được nói ra, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khắp nơi, bởi chúng đệ tử không thể chấp nhận được sự ra đi của sư phụ. Lúc đó, Đại sư Phổ Văn lại nói rằng sau khi ông qua đời, không được chôn cất cũng không được hỏa táng, mà sẽ bảo quản thi thể trong thùng chờ 3 năm sau mới mở ra. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu ý và khuyên ông thay đổi quyết định, vì phương pháp này có tỷ lệ thất bại quá cao do không thể sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo quản nào. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nhiên của cơ thể. Nếu việc mở thùng thất bại thì hình ảnh một vị cao tăng của ông sẽ bị tổn hại. Nhưng vì ý chí của Đại sư Phổ Văn đã quyết, ông quyết định giữ lại thân xác này để hoằng pháp, sau đó niệm Phật hiệu và từ giã cõi đời. Các đệ tử không dám chậm trễ, ngay lập tức đã lau rửa thân thể của Đại sư Phổ Văn và tạo dáng ngồi thiền. Sau đó họ đặt ông vào một chiếc thùng gốm đặc chế, bên trong cho thêm vôi sống để giữ cho khô ráo, rồi đậy nắp và niêm phong toàn bộ thùng bằng bùn vàng. Mặc dù quy trình rất hoàn hảo, nhưng các đệ tử vẫn cảm thấy lo lắng, bởi hiện nay số người có thể đạt được thành tựu nhục thân Bồ Tát là rất hiếm hoi, trong khi những người thất bại thì như cát trôi trên bờ. Họ không dám mở bình ra, sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng mốc meo hoặc tình trạng khác. Ngoài ra, nếu như thất bại sẽ làm hoen ú danh tiếng của Đại sư Phổ Văn, bởi cuộc đời của ông đã gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, đến 3 năm sau khi Đại sư Phổ Văn viên tịnh ở tuổi 88, thân xác ông vẫn không bị phân hủy, thậm chí tóc bạc trên đầu còn mọc thêm. Đại sư Phổ Văn tên thật là Phương Trường Sinh, sinh ra ở Lục An thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ sinh ra ông nhưng không có khả năng nuôi dưỡng, nên năm lên 8 tuổi, cha mẹ đã đưa ông đến một ngôi chùa tại núi Cửu Hoa. Không biết vì lý do gì mà khi nhìn thấy nhiều tượng Phật trong chùa, cậu bé Phương Trường Sinh đã cảm nhận được sự đồng điệu. Những lo âu và đói khát trước đây đều bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ trần tục dường như rời xa ông. Đứng trong điện, ông chỉ cảm thấy mọi thứ thật bình yên. Từ đó, Hòa Thượng Phổ Văn đã tu hành trong chùa. Ông có tính cách hiểu chuyện và ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ngồi thiền rất nghiêm túc. Cứ như vậy cho đến khi 20 tuổi, sau nhiều năm tu hành, thì Hòa Thượng Phổ Văn cũng chính thức được phong pháp hiệu.
Hòa thượng Phổ Văn sau đó đã đi khắp nơi như một tu sĩ khổ hạnh để thăm viếng dân gian. Những ai đã xem phim tài liệu về tu sĩ khổ hạnh sẽ hiểu, họ là những người xuất gia, thực sự chịu đựng nắng gió, không nhận đồ ăn mặn, không nhận tiền bạc, ăn chay niệm Phật để cứu độ chúng sinh. Thời điểm tu hành của Hòa thượng Phổ Văn đúng vào lúc xảy ra cuộc kháng chiến chống Nhật. Khi thấy cảnh nghèo đói và chiến tranh đổ xuống đầu người dân, ông đã quyết định một cách dứt khoát, đó là xuống núi để chống Nhật, cống hiến cho đất nước. Quyết định này không được các sư huynh đệ thấu hiểu, bởi người xuất gia vốn nên từ bỏ thế tục, trở về với bản tâm. Sau khi quỳ lạy từ biệt sư phụ, Hòa thượng Phổ Văn đã xuống núi để trở thành một nhân viên y tế. Vì trước đó, ông đã học được nhiều y thuật trong chùa. Một người xuất gia từng cầm chuỗi hạt và chắp tay cầu nguyện, giờ đây lại vác cáng và mang hộp thuốc để cứu chữa những người bị thương. Cuộc đời của Hòa thượng Phổ Văn đã đạt đến một tầm cao mới. Ông hiểu rằng để tránh xa thế tục thì trước tiên phải bước vào thế tục. Trong thời gian rảnh rỗi, Hòa thượng Phổ Văn cũng thường niệm Phật và tụng kinh cho những binh sĩ bị tổn thương tinh thần. Hành động của ông được truyền tụng rộng rãi, nên sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ muốn cung cấp nhiều phúc lợi cho ông, nhưng Hòa thượng Phổ Văn đã từ chối và tiếp tục quay lại núi tu hành. Ông còn dẫn dắt các đệ tử khai hoang, trồng rau quả và phân phát miễn phí cho những người nông dân không đủ ăn. Những người bị bệnh nhẹ cũng sẽ được thầy trò của ông giúp đỡ. Số lượng tín đồ và đệ tử của Hòa thượng Phổ Văn ngày càng đông, nên khi ông viên tịch, vô số người đã đau khổ và khóc thương. 3 năm sau khi đến thời điểm mở thùng, nhiều người đã tự phát tổ chức đến tham dự. Rất nhanh chóng, lễ mở quan đã diễn ra. Đây là thân xác của đại sư Phổ Văn. Vào thời điểm ấy, các đệ tử và tín đồ đều có mặt, nhanh chóng tạo thành một vòng vây. Lúc này, tâm trạng của các đệ tử vô cùng hồi hộp, vì nếu lễ mở thùng thất bại, chắc chắn sẽ có nhiều bàn tán không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của đại sư Phổ Văn. Họ từng bước một, cẩn thận. Trước tiên là loại bỏ những viên gạch bên ngoài và lớp xi măng cứng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cơ thể của đại sư Phổ Văn cũng dần lộ ra. Sau 3 năm, thùng gốm vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết nứt nào. Lúc mọi người mở nắp, lớp than màu đen đổ ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là không khí không tràn ngập mùi khói của than củi, mà là một hương thơm thoang thoảng. Tiếp theo, thân thể thực sự của đại sư Phổ Văn cũng xuất hiện. Mọi người vẫn có thể nhận ra gương mặt hiền từ của ông, nên đều thành kính chắp tay, lần lượt dâng lễ. Dù đã viên tịch 3 năm, nhưng cơ thể của ông vẫn được bảo quản tốt. Trên đầu vốn dĩ không có tóc, giờ lại mọc ra vài cm. Đây là cảnh tượng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Sau đó, các đệ tử cẩn thận nâng nhục thân Bồ Tát của đại sư Phổ Văn ra ngoài, bắt đầu quá trình bọc vàng. Nhưng trước tiên phải phủ một lớp sơn, rồi chờ 3 năm sau mới có thể phủ vàng. Nhục thân Bồ Tát của đại sư Phổ Văn chính là minh chứng tốt nhất cho thành tựu tu hành cả đời của ông, cũng như niềm tin cho tín đồ về hình ảnh một người tu hành chân chính, truyền vô vàn phước báu và động lực. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.